Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng dẹp loạn, Chủ tịch Quốc hội củng cố nhân sự, chuẩn bị cho ghế Tổng Bí thư được trao. Ai đang được nâng đỡ? Tình thế trong tứ trụ chuyển biến nhanh sau đại dịch Covid-19. Cơn đại dịch này quét qua vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu xuất hiện và nó chính là yếu tố đã làm thay đổi cuộc chơi trong chính trường của Đảng. Nhờ có vụ Việt Á mà phe ông Trọng đang chiếm thế thượng phong, là người làm chủ cuộc chơi. Hiện nay, phe ông Tổng và ông Chủ tịch Quốc hội đang phân công trách nhiệm rất rõ ràng. Nhiệm vụ của ông Tổng là khui thật sâu vụ Việt Á để đánh dẹp ông Chủ tịch nước, đồng thời ngăn cản ông Thủ tướng tiến vào chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Mục đích là để dọn đường cho ông Chủ tịch Quốc hội tiến vào chiếc ghế đấy ở nhiệm kỳ sau. Về phần ông Chủ tịch Quốc hội, ông này đang lo củng cố quyền lực, chọn người vào những vị trí quan trọng. Sau này nếu ông Chủ tịch Quốc hội vào ghế Tổng Bí thư thì sẽ có một mạng lưới thuộc hạ thân tín tạo nên sức mạnh vô đối, tựa như ông Tổng Trọng hiện nay. Đây là hình ảnh trong tứ trụ có bộ hai trụ bắt tay nhau chuyển giao chiếc ghế Tổng Bí thư. Tiêu chuẩn của ông Chủ tịch Quốc hội là nâng đỡ cánh Nghệ An, tạo nên thế vững chắc trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vào thời gian tới. Kế tiếp là nâng đỡ cánh thân hữu thuộc Bộ Tài chính để tạo nên một nhóm lợi ích gắn kết và vâng lệnh. Cựu Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sĩ Thanh là một cá nhân thuộc nhóm Nghệ An với ông Chủ tịch Quốc hội hiện nay Trần Sĩ Thanh thì đang nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dự đoán là sau đại hội lần thứ 14, Trần Sĩ Thanh sẽ vào Bộ Chính trị và nắm chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, hỗ trợ cho những quyết định của ông Vương Đình Huệ, dự là sẽ thay thế ông Tổng Trọng hiện nay khi ông Trọng quá yếu và phải về hưu. Cũng bây giờ thế lực của Liên minh Trọng Huệ đang là mạnh nhất, đang phân công nhiệm vụ rất rõ ràng cho dự kiến kế thừa. Tuy nhiên hiện nay Liên minh này mạnh chưa chắc gì sau 3 năm sau còn mạnh. Tuy vậy Liên minh này lại đang chuẩn bị vây cánh cho 3 năm sau rất rõ ràng. Vào ngày 24 tháng 7, ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, được điều động phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Quyết định này do Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Thực ra, đấy là quyết định theo ý của ông Huệ. Nhờ công Trọng mượn tay Bộ Chính trị để đưa ông này vào vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước, đầy đặc quyền và đặc lợi, đầy cơ hội thăng tiến chính trị, cũng như khả năng tham nhũng rất cao lại kín đáo. Đây là hình ảnh thuộc hạ cũ Ngô Văn Tuấn lại về bên ông Huệ theo quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm toán Nhà nước. Tại hội nghị cũng đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước từ ngày 24 tháng 7. Từ năm 2011 cho đến năm 2012, ông Huệ nắm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời là Bộ trưởng của Bộ này. Ngô Văn Tuấn lúc đó là thuộc hạ của ông Huệ với chức danh là Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính Ngân hàng thuộc Bộ Tài chính và kiêm Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng và Tổ chức Tài chính. Giờ đây ông Huệ nhờ ông Tổng lùa Ngô Văn Tuấn về chiếc ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước làm cánh tay phải cho ông. Được biết Tổng Kiểm toán Nhà nước thuộc quyền quản lý của Quốc hội chứ không thuộc Bộ Tài chính như trước đây. Đây là hình ảnh hai trong nhiều nhân vật thân tín của ông Huệ đang vững tiến chức mới. Như vậy là vây cánh đã được củng cố rất sẵn sàng. Nếu hết nhiệm kỳ này ông Huệ lấy được chiếc ghế Tổng Bí thư thì nhiều thuộc hạ của ông Chủ tịch Quốc hội sẽ được lợi. Trong đó có ông Ngô Văn Tuấn. Chức Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ là công cụ để ông Huệ xua quân vào các công ty quốc doanh để kiểm tra sự sai phạm tài chính. Lúc đó ông Thủ tướng cũng phải ngán ngại ông Chủ tịch Quốc hội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Chủ tịch nước với sức tàn lực kiệt nhưng vẫn đấu cho con trai thắng hay bại đây. Ông Chủ tịch nước hiện nay đang cố công, cố sức để đấu giữ chiếc ghế của mình,
bởi hiện nay thế lực ông Tổng đang củng cố chứng cứ về phu nhân của ông liên quan đến vụ Việt Á. Nếu đủ bằng chứng thì ông Chủ tịch khó mà giữ được chiếc ghế của mình trong thời gian sắp tới. Ông vẫn đang cố vùng vẫy để bảo vệ mình, và đến tháng 10 ông Chủ tịch vẫn giữ được ghế thì xem như thành công. Sự thành công của ông Chủ tịch không những là do bản thân ông mà còn cho cả gia đình của ông. Hiện nay ông Chủ tịch nước đang hướng dẫn cậu con trai Nguyễn Xuân Hiếu theo nghiệp chính trị. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa thành công cậu con trai là Nguyễn Xuân Hiếu vào tỉnh đoàn Bắc Giang với chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Trước đó, Nguyễn Xuân Hiếu đã là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Phó trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương đoàn. Tên hình ảnh ông Chủ tịch nước giữ ghế còn đang rất khó. Cho tới nay, Nguyễn Xuân Hiếu chưa nắm được Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang. Tuy nhiên, Hiếu vẫn đang là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn nên hoàn toàn có khả năng sẽ vào nhóm 7 lãnh đạo của Trung ương đoàn. Hiện nay, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã được phân công về làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nên Ban Bí thư Trung ương đoàn đang trống một chiếc ghế rất quan trọng này, và cũng đang xảy ra cuộc đấu đá tranh nhau chám vào ghế đó. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, ông Nguyễn Tấn Dũng dường như đang vận động rất mạnh để đưa Nguyễn Minh Chiết, cậu con út của mình, vào ghế cao nhất của Trung ương đoàn nhằm mục đích đẩy Nguyễn Minh Chiết vào Trung ương đảng. Tuy nhiên, cuộc chiến ở thượng tầng Trung ương đoàn này đang rất cam go, chưa biết sẽ ngã ngũ ra sao. Hiện giờ chưa có gì đảm bảo chắc chắn cho Nguyễn Minh Chiết cả. Ở tầng thấp hơn, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đang vận động đưa cậu con trai Nguyễn Xuân Hiếu bổ sung vào vị trí đang thiếu ở Ban Bí thư Trung ương đoàn. Nguyễn Xuân Hiếu có thân thế không thua gì Nguyễn Minh Chiết. Tuy nhiên, cha của Nguyễn Minh Chiết nay không lo đấu đá để giữ chiếc ghế cho bản thân nữa mà dồn hết cho cậu con trai. Trong khi đó, ông Chủ tịch nước đương nhiệm cha của Nguyễn Xuân Hiếu thì đang lo nhiều mặt trận khác nhau. Trong đó, nỗi lo lớn nhất có thể là mất ghế vào Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới. Vì thế, dù ông Chủ tịch nước có chạy trọt cho con trai cũng khó mà dốc hết sức lực vào để lo được. Vậy nên khả năng Nguyễn Xuân Hiếu nắm một trong 5 chiếc ghế Bí thư Trung ương đoàn cũng được đánh giá là không cao lắm. Đây là hình ảnh đã có ghế trống trong nhóm Bí thư Trung ương đoàn. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị dính vào bê bối do vợ ông gây ra quá nặng. Từ khi vụ án này khui ra, sức mạnh chính trị của ông đã bị giảm đi rất nhiều. Nếu nội lực sức mạnh chính trị của ông bị kiệt thì không những ông không giữ được ghế mà khả năng tiến thân của Nguyễn Xuân Hiếu cũng sẽ trở nên ngày một mịt mờ. Thế chính trị của ông Chủ tịch nước hiện nay chẳng khác nào một ông già sức tàn lực kệ kiệt, nên có muốn đẩy Nguyễn Xuân Hiếu bay vào nhóm Bí thư Trung ương đoàn cũng rất khó. Nguyễn Xuân Hiếu là con một đương kim Chủ tịch nước được nhiều người đánh giá không cao như Nguyễn Minh Chiết, con của ông Thủ tướng đã về hưu. Xây dựng cơ nghiệp chính trị cho con, nếu không đủ lực thì con cái sẽ nhận hậu quả. Ông Nguyễn Bá Thanh sau khi chết, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Bá Cảnh không thể tiến được. Hay như Nguyễn Văn Chi, khi sức mạnh chính trị cánh Đà Nẵng thân ông đã bị giảm sút thì con trai ông là Nguyễn Xuân Anh cũng bị trừng phạt đẩy ra. Làm chính trị là thế, khi chưa đến được chiếc ghế bộ trưởng hay ghế bí thư tỉnh thì rất khó để cho cá nhân đó đứng vững được. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu đứng giữa. Nguyễn Xuân Hiếu đang cần người cha là Chủ tịch nước dìu dắt. Nếu ông Chủ tịch này yếu thế, sắp rụng khỏi ghế thì có thể nói cơ hội cho Nguyễn Xuân Hiếu tiến lên là rất hẹp. Tại Trung ương đoàn toàn hạt giống đỏ, không ai là con của thường dân cả. Tuy nhiên, những cá nhân kia có thân phận không bằng Nguyễn Xuân Hiếu, nhưng họ không bị thế lực trên cao nhắm vào triệt hạ như đang nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc, cha của cậu ta. Ông Chủ tịch nước đang cố vận động cho cậu con trai là sự thật, và thành công hay không thì đó chỉ có thể chờ xem mà thôi. Chính trị tại Việt Nam rất khó lường.